Gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm Thung lũng Silicon, gặp gỡ những công ty công nghệ hàng đầu như là Google, Apple và gặp cả CEO Tim Cook. Và ngay sau đó thì cũng đã có những thông tin rằng là Apple Watch và MacBook sẽ lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Vậy thì với những cái tín hiệu như vậy, người dùng Apple ở Việt Nam sắp sửa sẽ nhận được những cái điều gì và liệu có phải người dùng Việt Nam sắp sửa được mua những cái sản phẩm Apple với mức giá rẻ hay không? Thì uh, mời các bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relap. Trước tiên thì nếu như các bạn muốn sắm cho mình cái sản phẩm Apple giá tốt thì hiện tại Shop đang đang có chương trình Back to School dành cho các bạn học sinh sinh viên với những mức ưu đãi cực kỳ hấp dẫn như là MacBook M1 chỉ còn 22 triệu đồng. Và chi tiết đường link cho chương trình này thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video dẫn tới Shop đang đại lý ủy quyền Apple. Trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với cả thông tin nóng hổi nhất Đó chính là MacBook và Apple Watch có thể sẽ lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam Đây là một thông tin được đăng tải trên VN Express và được dẫn từ Nikkei Một trang tin rất uy tín đến từ Nhật Bản Theo đó thì công ty Luxe và Foxconn Các nhà cung cấp thiết bị cho Apple đang thử nghiệm một dây chuyền Apple Watch tại Việt Nam Và sắp tới thì có thể là MacBook nữa Với mục tiêu lần đầu lắp ráp dòng sản phẩm này bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc như vậy thì rất có thể trong tương lai gần chúng ta sẽ có những cái sản phẩm Apple Watch cũng như là MacBook made in Việt Nam. Vậy thì trước đây Apple đã có cái sản phẩm gì made in Việt Nam chưa? À, thì câu trả lời là có, đó chính là sản phẩm AirPods Pro. Kể từ năm ngoái thì Apple đã xuất xưởng những cái lô AirPods Pro cũng như là AirPods 3 có ở trên nhãn mác đó là Made in Việt Nam rồi sở dĩ apple có những cái sản phẩm made in việt nam từ trước là bởi vì họ cũng đã xây dựng những cái chuỗi cung ứng của mình tại việt nam rồi và sau khi mà họ thử nghiệm họ thấy rằng là ở việt nam có nhiều những cái ưu thế như là giá nhân công thì tương đối rẻ này kèm theo đó thì apple cũng được hỗ trợ rất là nhiều từ phía chính sách nhà nước vậy nên họ cảm thấy rằng là việt nam đang là một cái thị trường sản xuất rất là tốt à, chính vì vậy thì họ đang có những cái kế hoạch để mang thêm những cái sản phẩm về sản xuất tại thị trường việt nam Thật ra thì hồi tháng 6 năm nay Apple cũng đã có những cái sự thử nghiệm để sản xuất iPad made in Việt Nam Nhưng mà thật ra thì các bạn biết đấy Cái việc mà bê những cái dây chuyền lắp ráp những thiết bị công nghệ Nó tốn khá là nhiều thời gian cũng như là nhiều chi phí Và nó liên quan tới nhiều những nhà cung cấp linh kiện khác nhau Vậy nên cái việc mà chúng ta ngay lập tức có những cái sản phẩm như là iPad hay là MacBook made in Việt Nam Thì điều đó gần như là không thể Mà chúng ta sẽ cần phải chờ thêm một thời gian nữa Tuy nhiên thì với cái việc đó là đã có những cái sản phẩm made in Việt Nam như là Airpods rồi Thì mình nghĩ rằng là trong tương lai gần chúng ta gần như là chắc chắn sẽ có thể có thêm những cái sản phẩm như là iPad, MacBook hay là Apple Watch còn về iPhone thì hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về việc là Apple sẽ mang cái dây chuyền lắp ráp iPhone từ Trung Quốc sang Việt Nam. Vậy thì với tín hiệu Apple sắp sửa mang thêm một loạt những sản phẩm như là Apple Watch, MacBook hay là iPad sản xuất tại Việt Nam thì người dùng Việt Nam sẽ được lợi những cái điểm gì? À, thì như mình đã có nói ở trong một video là apple đang thăng hạ cho thị trường việt nam thì à, về cơ bản chúng ta cũng sẽ được thêm những cái quyền lợi về có nguồn hàng dồi dào hơn có sớm hơn rồi là rất có thể có thêm apple store nhưng mà mình muốn nói thêm một cái khía cạnh khác đó chính là khi mà apple tập trung đầu tư hơn vào thị trường việt nam thì ở thị trường Việt Nam sẽ có thể trở thành một cái công xưởng của thế giới khi mà Việt Nam được đầu tư thêm những cái nguồn từ nước ngoài đổ về thêm những cái nguồn ngoại tệ thì đất nước chúng ta sẽ ngày càng giàu mạnh và phát triển hơn và lúc đấy thì GDP của Việt Nam thu nhập của người Việt Nam có thể sẽ còn được nâng cao hơn và khi mà cái thu nhập nâng cao khi mà GDP bình quân đầu người nâng cao thì mình nghĩ rằng là cái việc chúng ta tiếp cận được cái sản phẩm Apple nó sẽ dễ dàng hơn đó nó còn tốt hơn là cái việc là Apple giảm giá sản phẩm đi Bởi vì các bạn biết đấy, khi mà chúng ta không có nhiều tiền thì mua bao nhiêu cũng là đắt đúng không? Đó là cái góc nhìn của mình từ một người quan sát thị trường thôi Chứ không phải là một chuyên gia gì Nên là nếu có cái gì mà nó chưa đúng thì cũng rất là hy vọng nhận được những cái sự nhận xét của các bạn Ở bên dưới phần comment của video nhá và một lợi thế cuối cùng khi mà Apple chuyển dịch dây chuyền sản xuất của Apple Watch, MacBook hay là iPad sang Việt Nam, đó chính là cái việc thay thế linh kiện nó sẽ trở nên dễ dàng hơn, nguồn linh kiện sẽ trở nên dồi dào hơn. À, ví dụ như là ngày xưa khi mà các bạn cần thay những cái linh kiện rất là quan trọng ở trong MacBook như là cái main của MacBook mà một vài đời thiết bị nó không có mặt sẵn ở thị trường Việt Nam thì nhiều khi chúng ta sẽ phải chờ order linh kiện từ Singapore, từ Hồng Kông về Việt Nam mới có thể thay được. Nhưng khi mà Apple đã mang những cái dây chuyền này về rồi Thì mình hy vọng rằng là sau này Khi mà chúng ta cần thay thế những cái linh kiện đó Thì cái việc bảo hành hay là cái việc thay thế nó sẽ diễn ra nhanh hơn Và chúng ta cũng dễ dàng tiếp cận được với các nguồn linh kiện chính hãng Khi đó thì dùng sản phẩm Apple lại ngày càng yên tâm hơn nữa còn về vấn đề giá sản phẩm Apple nó có giảm sâu nữa hay không thì theo như nhận xét cá nhân của mình mà mình cũng đã nói ở cái video trước Đó chính là apple đã đặt cái mức giá niêm yết như thế nào thì ở trên toàn cầu họ sẽ bán với cả cái mức giá như thế thôi và có chăng thì khi mà apple thăng hạng thị trường việt nam lên trên một cái bậc nữa thì chúng ta sẽ có thêm nguồn hàng và cái tình trạng tăng giá cục bộ sẽ ít xảy ra hơn chứ còn về cái mức giảm giá xuống dưới cái mức giá niêm yết của apple thì gần như là không thể rồi và tổng kết lại thì cái việc Apple chuyển dịch những nhà máy sản xuất Apple Watch hay là MacBook về Việt Nam nó chỉ mang lại những cái tín hiệu tích cực thôi cho nên là các bạn hãy cứ yên tâm và mong chờ tới một cái tương lai tốt đẹp cho thị trường Apple tại Việt Nam còn nếu như mà hiện tại các bạn đang có nhu cầu sắm cho mình những cái sản phẩm Apple với mức giá tốt thì có thể tham khảo ngay tại Shop đang đặc biệt là với các bạn học sinh sinh viên thì hiện tại đang có chương trình Back to School uh, giảm giá rất là sâu những cái mặt hàng như là MacBook M1 cho các bạn học sinh sinh viên để có thể là mua đi học trong cái mùa tiệu trường này và chi tiết đường link thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video dẫn tới shop đăng đại lý ủy quyền Apple. Và video ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay đừng quên để lại cho Relap một like, subscribe, ấn nút chuông để bọn mình có thể sớm đạt được cột mốc 1 triệu subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.